trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Có người so với chúng ta còn nhanh hơn. Chúng ta cũng không chậm. Bản đồ đâu? Không thấy rồi. Ai làm? Dám đơn thương độc mã tiêu diệt quân đội tiền trạm Mã Gia Quân, cũng chỉ có Phong Vân Song Kỵ. Đại gia, ngài đến rồi. Mời vào trong. Lâu rồi không đến. Nào, cạn. Nào, cạn đi, cạn đi. Nhanh đến, lần sau lại đến nhé. Khách quan, mời vào trong. Cung gia. Được rồi. Lý Đoan, sao vậy? Làm gì vậy? Đây là ai chứ? Bọn họ là đem Bạch Phù Dung ra đây cho lão tử. Đại gia, Bạch Phù Dung cô ấy. Hôm nay hai tên trọng phạm bị truy nã, trong đó một kẻ chính là tình nhân của Bạch Phù Dung. Cô ta, mọi người nhìn cho rõ. Cầm lấy, có thưởng. Nào không như Ngọc Lan. Ngươi đang làm cái gì? Xin thứ lỗi. Đồ cũ rồi, nhiều bệnh giặc. Chạy nhanh, cứu mạng. Chạy nhanh, chạy nhanh lên, cứu mạng. Nhanh chạy. Nằm yên, đừng cử động. Ta nói, để mua cái đồng hồ bỏ đi đó ở đâu?
lúc chết thì không chết, cứ đúng là lúc này lại reng lên. Đồ chơi của châu Âu, tôi nào có thể hiểu. Nếu là huynh, huynh không phải nói là không đáng giá sao? Chỗ nào mà lại có nhiều chó của Mã Gia Quân như vậy? Còn không dừng, nhanh nhanh bắt lấy bọn chúng cho ta. Qua đây, bên này. Xem cái này, đây ai vẽ? Huynh còn giống đem đệ vẽ khóc có bao nhiêu. Ai còn xem cái này? Mã trứng diễn điên rồi sao? Chúng ta thấy đơn lực bạc, không phải đối thủ của bọn họ. Nhanh trốn khỏi đây, chạy. Hai tên đó trốn bên trong sao? Cẩn thận chút, hai tên này rất xảo quyệt. Để chỉ có 5 viên đạn. Tôi cũng vậy. Lão Lục ngươi lên. Thấy thì bắn, để ta bắn. Ở đây, bắn hắn lại, nhanh. Hôm nay không đưa tiền, lỗ quá rồi. Nhanh lên. Đợi tôi một chút. Đại ca, chạy nhanh. Ngươi là ai? Ngươi bỏ ta ra. Chạy nhanh. Bỏ ta ra. Bỏ ta ra. Đợi thêm một giây nữa mà chết sao? Nằm im. Không được cử động. Cung Huyền Kinh, đứng yên. Giết chết tiểu tử này. Dù sao giải thưởng trên lệnh truy nã nói rồi, bất kể sống chết đều giá 1.000 lượng. Tam gia nói rồi, nếu muốn còn sống, rõ bà ba. Bà ba, đây không giống. Từ từ, ta nói Mộ Dung sư gia, trà này đều nguội rồi, ngươi ngay cả cái rắm cũng không hỏi ra, chỉ biết dùng hình. Há nào ngươi không có chiêu khác sao? Bắt được trộm nào có đạo lý không dùng hình? Tam gia đã nói qua rõ ràng, muốn phải sống, ngươi lại tự ý trên lệnh truy nã, giết xuống sống chết không quan trọng. Nếu hiểu thì là sư gia Mộ Dung nóng lòng bắt trộm, nếu không hiểu
còn cho rằng sư gia muốn giết nhiều diệt khẩu. Nghe ngài nói như vậy, vì Tam gia làm gì? Có lúc nóng lòng sốt ruột chút cũng là có. Bà ba, bỏ qua cho. Cô nương, Phong Lưu phố này, e là cô không thể quay về rồi. Tôi có thể chết cũng không muốn quay lại. Nhà cô ở đâu? Tôi không có nhà. Khi biết mẹ của tôi đã chết, mẹ tôi liền lập tức đem tôi bán cho Phong Lưu phố. Cô nương, kiếp sau đầu thai phải nhìn cho kỹ. Tất cả đều trách hai tên khốn Phong Dân Song Kỵ. Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Người đời đều biết bọn họ là anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mẹ tôi là người dĩ hòa di quý như vậy, cũng chết thảm dưới tay bọn chúng. Quá ra cô là khuê nữ của Điền gia đó. Cô nương, tôi chính là Mã Địch Lô, binh quyền Mã gia áp đảo Tây Bắc, chí tại triều đình và nhân dân. Mấy năm nay các ngươi làm càn chẳng qua là thêm vài phần điều chỉnh mà thôi. Ta hôm nay đã nằm trong tay các người. Các người nói cái gì? Chính là cái đó. Nhưng mà lần này các người cướp tàn bảo đồ mà Mã gia quân nhất định phải có, chẳng cách nào Tam gia nổi trận lôi đình. Mã gia quân các ngươi đã có bản lĩnh lớn như vậy, còn có thể để anh em chúng tôi đem tàn bảo đồ cướp đi? Bản đồ không ở chỗ chúng tôi. Ngươi nói bản đồ không có trên người ngươi, chuyện này ta làm sao tin? Lòng người khó đoán, ngươi không có lấy, nhưng kẻ khác, ta và đại ca lang bạt giang hồ nhiều năm, chúng ta là giao tình sống chết có nhau, tình bạn sống chết bên nhau. Hôm đó lúc ta truy nã ngươi tại Phong Lưu phố, ta rõ ràng nhìn thấy hắn đang dẫn một con kỹ nữ mới vào, bỏ rơi ngươi mà đi. Hơn nữa theo ta biết, kỹ nữ đó chính là con gái Điền gia Điền Tiểu Nga, vừa dặn đang đi ra ngoài thăm họ hàng, may mắn thoát chết. Anh đừng qua đây, cô nương. Anh đừng qua đây, cô nương. Cái chết của mẹ cô không có liên quan gì đến bọn tôi, nhưng bọn họ đều nói là các người giết mẹ ta. Tôi và nhị đệ ở Kinh Trung nghe nói đời Tiền Thanh có một công công, trước lúc chết bất ngờ tiết lộ bí mật kinh thiên động địa, nơi cất giấu ngân lượng của vụ án cướp quân hữu, đã được đại lương Điền gia của Phá Trấn thêu thành một tấm bản đồ. Chúng tôi cũng là nhất thời hưng phấn nhanh chóng chạy đến, nhưng chúng tôi vừa đến phường thêu, mẹ cô đã... Cho nên anh cứu tôi chính là vì tấm bản đồ đó. Anh đừng qua đây. Tôi cứu cô bởi vì tôi mắc nợ cô. Súng là do tôi bắn, cô là bị tôi làm bị thương, nhưng không liên quan gì đến anh em Cung Quyền Kinh chúng tôi. Dám làm dám chịu. Cô nếu tin tôi, từ nay về sau tôi lo lắng cho cô cả đời. Cô nếu như không tin tôi, anh đừng đụng vào tôi. Mã Địch Lô hôm nay để cô xử lý. Không nghĩ đến Cung Quyền Kinh ta lại chết dưới tay một con đàn bà. Ta sớm nghe nói Mã Gia Quân có một đoàn luyện gọi là Lăng Thu Nhạn, văn hay giỏi giỏi. Quá ra chỉ là kẻ dùng vũ lực nói chuyện. Được, cung nhị gia quả nhiên tình sâu nghĩa nặng.
Thiên hạ này ngươi không phải là hiếm. Nhưng nữ nhân tên Ngọc Lan mà ngươi yêu thích nhất, nếu ta nói á không phải chết trong tay Mã Gia Quân chúng tôi, ngươi bớt nói chuyện này đi. Hôm đó chính mắt ta nhìn thấy. Hơn nữa hôm đó ngươi cũng mặc chính bộ quần áo này. Hôm đó ta nhận được một văn kiện mật, nói cùng như già ngươi mang theo Ngọc Lan bỏ trốn. Lúc ta mang quân chạy đến nơi ẩn nấp của các ngươi, nhìn thấy chỉ có xác của Ngọc Lan. Ta đoán có phải có người chỉ vì giữ lại kẻ mà chỉ yêu hồng nhan không cần tình nghĩa anh em, mới có thể xuống tay tàn nhẫn. Việc mà không bằng không chứng, Lăng Thu Nhạn ta chưa bao giờ dám nói bừa. Nếu chữ này, nếu người không nhận ra, cách viết quen thuộc từ trái qua phải, cũng chỉ có người thuận tay trái viết ra. Cẩn thận bật thêm. Thập bác, làm phiền ngươi rồi. Đại ca, nói gì vậy? Nhanh đi đi. Ngươi dẫn Tiểu Nga đi trốn ở Ngọc Hồ Trấn. Còn Vinh thì sao? Đợi ta cứu được nhị ca, lập tức đi tìm hai người. Nhị ca hắn e rằng không cứu nổi. Chạy chậm chút, đừng té đó. Nào, địch lô cầm lấy. Không cần, không cần, cho Tiểu Nga. Cảm ơn. Cho chú tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt, đi. Chú dẫn con về nhà, đừng chạy lung tung. Sao núi hình như có chó sói. Nhân gì vậy? Nhân mè đen. Thầy muội cảm ơn Dương Tẩu. Đúng rồi. Mã đại ca, huynh xem tôi theo con rồng này thế nào? Rồng? Đây rõ ràng là một con dung. Nào có rồng? Sao có thể thế? Huynh lại đùa tôi. Đẹp, đẹp, đại ca. Thập bát ca về rồi. Lửa nhỏ nấu từ từ, chỉ 7 ngày uống. Tôi đi giúp huynh nấu thuốc. Từ từ thôi. Nghe nói cung Huyền Kinh gần đây ở Mã Gia Quân rất có thế lực. Mã đại ca, Mã đại ca không hay rồi, ngoài thôn có quân Mã Gia. Tiểu Nga, Mã đại ca. Tiểu Nga, Mã đại ca. Chạy mau, nhanh. Sao rồi, đi theo ta. Chạy mau, phát hiện gì rồi. Nhanh. Cẩn thận. Nhớ, trốn vào bên trong, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng. Nếu không có các huynh bảo vệ, muội phải nghĩ cách quay về phường dệt, ở đó đợi huynh. Huynh phải hứa huynh sẽ đến. Ta đảm bảo, dặn nhất ta không còn, thập bác sẽ chăm sóc muội. Đại ca, để tôi đi. Thập bác, chúng ta làm việc luôn luôn là cứu người sống, không phải cứu người chết. Nhưng cùng với các huynh đệ cũng không ngại chết. Tiểu Nga, Mã đại ca, Mã đại ca, sao vậy? Mã đại ca, ta giữ cô không phải vì cô đối với đại ca ta tâm tổn niệm tưởng, mà là gì cô ít nhiều biết được bí mật của tàng bảo đồ. Đừng để ta thất vọng. Ngươi biết ta hôm nay tại sao đến đây không? Biết. Chỉ là không nghĩ các người đến nhanh vậy. Miễn là tố giác nơi ẩn nấp của địch lô, Mã Tam Gia miễn hắn tội chết. Nếu vì Mã Gia Quân dốc sức phục vụ, còn có thể thăng quan tiến chức. Ta nếu muốn thăng quan tiến chức, ban đầu đã không cùng các huynh đệ cùng nhau quỳ trong hương đường. Mỗi người đều có giá.
phải không? Ta e rằng để ngươi thất vọng rồi. Thập bát, biết thời thế mới là hào kiệt. Thay ai bán mạng cũng đừng bán, ra giá đi. Ta sợ ngươi không trả nổi. Vậy đừng trách ta. Trên bếp lò này phù phù là thuốc sắc cho ai? Cho ta. Ta thấy ngươi cũng không thiếu tay thiếu chân. Được, đã là của ngươi vậy thì uống đi. Mã đại ca, huynh tỉnh đi. Mã đại ca, giao ra tàn bảo đồ, mọi người đều có thể sống. Không có bản đồ, mạng thì có một. Mau thập bát, chúng ta là huynh đệ, ân oán giang hồ. Không phải ngươi giết ta thì là ta giết ngươi. Ta hôm nay không nghĩ sống mà thoát ra. Ta không muốn giết huynh đệ từ bên cạnh mình. Người mà mê một con kỹ nữ thì muốn bỏ rơi anh em, cao chạy xa bay, sống vui vẻ một mình. Ta không có loại huynh đệ đó. Thập bát, Ngọc Lan có phải do ngươi giết? Các người là gió, là mây, bay trên trời. Ta ở dưới đất đuổi theo rất mệt. Nếu như lại bị hạt cát làm mờ mắt, thật là theo không kịp. Ngọc Lan, con kỹ nữ đó chính là hạt cát này. Ta lúc nãy hạ 30 người. Tôi thay đại ca đếm. Đại ca tổng cộng hạ được 50 người. Chính là nói tôi lại thua rồi. Súng của đại ca vốn dĩ nhanh hơn ngươi, nhưng ngươi cũng không tệ. Đừng nhìn ta, bây giờ người trên đường đều gọi hai người là Phong dân Song Kỵ. Vậy ai là Phong, ai là dân? Đại ca, dân này cũng là bị gió thổi đến. Cho nên huynh là Phong, tôi là dân. Đúng đúng, các người là Phong, các người là dân. Các người bay trên trời, ta ở dưới đất đuổi theo. Chỉ cần bao huynh đệ chúng ta không chia rẽ là tốt rồi.
Người muốn tiền, ta nuôi người ăn ngon uống ngon. Người muốn quan, ta lập tức để người thành tổng giáo đầu. Một tháng, trong một tháng nay, một tên Mã Địch Lô, các người cũng không bắt được. Đi. Đi đâu? Vào đại môn của Mã gia ta, chính là chó của Mã gia ta. Người có chết cũng phải chết trong vườn nhà ta. Thế nào? Không phục? Lăng Đoàn Luyện, trễ thế này có gì chỉ giáo? Có thể để Tam Ca tức giận như vậy cũng chỉ có Mã Địch Lô. Ta chính là hiếu kỳ Mã Địch Lô này cuối cùng là người thế nào. Đại ca ta, hắn là người chưa bao giờ bị người ta bắt. Kẻ đối địch với hắn vừa hận vừa sợ. Nhưng các huynh đệ không chỉ kính trọng hắn, hơn nữa cam tâm đi theo. Thập bác, thậm chí không tiếc gì hắn dâng hiến sinh mạng. Thập bác, vậy ngươi thì sao? Ta, ta không tính làm gì. Trong thời đại không danh không tính này, ta cũng chỉ là một người không tên không họ mà thôi. Nhưng còn Lăng Đoàn Luyện cô, sao có thể trở thành đoàn luyện của Mã Gia Quân? Ta vốn là đệ tử tiên gia nhất, văn thao võ lược thế gian vô. Quả nhiên là người trong nghề. Ta không phải là sinh ra đã trở thành bà ba. Nhớ năm đó cùng đoàn kịch chạy đến bến đò, khổ thì có khổ, nhưng không biết có bao nhiêu vui sướng. Cô là vai diễn Đao Mã phải không? Thế nào? Không giống hả? Vai diễn của ta cũng là Mạc Quế Anh, hiên ngang quay hùng mạnh mẽ. Chỉ tiếc thế giới này loạn lạc, đoàn kịch cũng không có chỗ hát. Người ở trong thời loạn lạc này chính là giống như miếng bèo, nhưng hễ có nửa điểm có thể dựa dẫm. Nào, tất nhiên là cố gắng bám víu, nhất định không buông tay. Cẩn thận, ly này kính Huyền Chinh. Người mà bỏ ta đi, ngày hôm qua không thể giữ lại. Nhị đệ, từ nay về sau, chúng ta chính là gặp nhau trên chiến trường. Ly này kính thập bác, lòng ta nhiều hỗn loạn, việc ngày hôm nay nhiều phiền nhiễu. Thập bác, ta nhất định thay đệ báo thù. Lúc đầu nếu không phải tham gia, ta và em gái có lẽ sớm đã chết đói rồi. Theo như cô nói, Mã Trấn Nguyên còn làm được một việc tốt. Trời đất bất nhân, cô dạng vật như chó rơm, còn có cái gì là người tốt người xấu?
chẳng qua đều là ở đây người ở thế gian nước chảy bèo trôi mà thôi. Lăng Thu Nhạn, vì nước chảy bèo trôi của cô, và vô danh vô tính của ta, cạn ly. Huynh không kính muội. Mã đại ca, muội nhớ huynh từng nói muốn chăm sóc muội cả đời. Bây giờ huynh không cần chăm sóc muội nữa, nhưng muội chỉ hy vọng huynh có thể trác thành tối hôm nay, sau đó huynh có thể đi làm chuyện mà huynh muốn làm. Từ nay về sau, huynh không nợ muội nữa. Mà địch đầu ta từng nói sẽ chăm sóc muội, ta nhất định sẽ làm được. Đợi ta quay về, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Mã đại ca, Mã đại ca huynh về rồi sao? Mã đại ca, đại gia ngài đến rồi. Mã gia quân cho ngươi biết bao lợi ích. Nếu giờ tôi nói với huynh, không có bất cứ lợi ích nào, chính là tôi không có tự trọng. Huynh tin không? Tôi ngày mai sẽ chuộc cô ra, tìm một người tốt gả cho họ. Đại ca, rượu. Chạy nhanh lên, nổ súng rồi, giết người rồi. Nổ súng rồi. Tôi đã bỏ qua cho huynh. Huynh lại tự mình dâng tận cửa. Là người ép ta. Hết đạn rồi phải không? Ngươi không phải cũng như vậy. Hay là vào trong nói chuyện.
Như vậy càng tốt. Tôi muốn hỏi huynh một câu. Tại sao muốn giết tôi? Đợi thêm một giây nữa sẽ có người chết. Đợi thêm một giây nữa, thật sẽ có người chết. Tôi cũng là người. Tôi cũng là anh em của huynh. Màu Thập Bát cũng là huynh đệ của ngươi. Huynh đệ của tôi. Huynh đệ có thể giết nữ nhân của tôi. Là đại ca, nhị đệ. Đệ không tận mắt chứng kiến. Tôi đánh trễ rồi. Tại sao khăng khăng là mãi cho huynh làm? Có lẽ hắn chỉ không muốn để ngươi đi. Bỏ ta ra. Để ta qua đó. Điên rồi. Đều điên rồi. Đúng. Chỉ vì một tấm bản đồ. Tất cả mọi người đều điên rồi. Được. Vậy tôi hỏi huynh, bản đồ này huynh lấy được chưa? Đợi ngươi thắng ta, ngươi mới có tư cách nghi ngờ ta. Muốn chết thì phải chết trong tay của đối phương. Ai? Có thể chết, trộm cắp có thể chết, ngày chia cắt nhau có thể chết, giang quan vô lại có thể chết, Trung Quốc hôm nay của chúng ta, Trung Quốc vô địa vô thời không thể chết. Có chuyện gì? Nhị tiểu thư, trước mặt hình như có người chết. Đừng đi, nhị tiểu thư. Xui xẻo nha. Vẫn còn sống. Người vẫn còn sống. Qua đây giúp đi. Mảnh thính đắc, kim cổ hưởng quả giác thanh chấn, khơi dậy tham vọng cao cả của ta, là phá dở bầu trời. Nhớ năm đó, qua đào lập tức quy phong lẫm liệt, máu tung tóe lên váy thạch đụ. Mang y phục trước đây của ta qua đây. Rõ bà ba. Mã đại ca. Mã đại ca. Lại chuyện gì? Nhị tiểu thư, xin hỏi, có người thấy qua nam nhân này không? Cô nương, trên đời này không phải nam nhân chính là nữ nhân. Cô có thể nói rõ người cô hình dáng như thế nào? Tôi không biết. Vậy
sống ở đâu? Tôi đưa cô về. Chờ cô làm rõ ràng rồi hãy tìm. Nhà tôi sống ở Phá Tấn, Điền Gia Phường. Được, thuận đường đưa cô về nhà. Nào, trên xe có một bệnh nhân ở phía sau, cẩn thận chút. Điền Gia Tú Phường, Điền Đại Dương là người thế nào với cô? Đi, đi rồi. Ông chủ, nhìn thử. Cho qua, cho qua. Đây là cháu gái ruột của tôi. Cháu gái ruột. Tiểu Nga, Tiểu Nga, Tiểu Nga, ông bỏ tôi ra. Nếu ông thật sự cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, ông phải giúp tôi tìm một người, người mà con muốn tìm ra ở bên trong đợi con. Thật không? Thật. Cậu còn có thể lừa con. Đi. Đa tạ. Đa tạ. Sao tôi cứ cảm thấy ông cậu này không đúng lắm? Được rồi, nhị tiểu thư, bớt lo việc người khác. Cô ở kinh thành, việc đâu đâu quản chưa đủ nhiều sao? Thế này, ông đó, đem hành lý của tôi và Mã đại ca để ở nhà cũ của chúng ta, rồi mời đại phu đến chăm sóc một chút. Nhị tiểu thư cũng không về sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi phải đi đến nhà chị tôi một chuyến. Đi thôi, được rồi. Đi, chúng ta đi. Cẩn thận chút, Tiểu Nga. Mã đại ca, là huynh phải không, Mã đại ca? Nào, Tiểu Nga, đây chính là người mà con muốn tìm. Mã đại ca, là huynh phải không? Thật là huynh phải không, Mã đại ca? Ta đợi ngươi rất lâu rồi, không phải là người con cần tìm. Đại gia, ông bỏ tôi ra. Ngươi đem tiền này. Nhớ năm đó qua đào lập tức uy phong lẫm liệt, máu tung tóe lên váy thạch lụa. Bà ba, nhị tiểu thư về rồi. Thu Thủy, Thu Thủy. Tỷ, em rất nhớ tỷ. Chị cũng nhớ em. Em sao chạy đến đây rồi? Em có việc vô cùng quan trọng muốn tìm chị. Chị, em nói chị, em lúc đang trên đường trở về. Đây không phải là Thu Thủy sao? Thu Thủy, đã lớn thế này rồi, em không thấy chị đang bận sao? Lão gia, ngài tìm em có việc gì vậy? Chúng ta vào phòng nói chuyện. Sao không thể cùng nhau nói chuyện? Vào phòng, em có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài. Chị, vậy em về nhà cũ đợi chị. Lại không quan tâm mình, cũng không biết một ngày bận cái gì. Chính là không quan tâm mình. Tìm mẹ chơi vậy. Mẹ, con lại đến đưa mẹ đi. Chị bây giờ biến thành một người khác, cả ngày chính là trái một cái Mã gia, phải một cái Mã gia. Nhưng mà con nói với mẹ, người của Mã gia toàn bộ đều là một đống trứng ung. Đi, ở từ đường nhà người nói xấu. Cô không sợ lão tổ tông trách cứ sao? Ai đó? Tôi nói cái gì quản được tôi sao? Mê tín.
Tiểu Nha đâu? Là cô. Ngoại trương chủ quyền, nội trừng quốc tặc, trả lại dân chủ. Ngoại trương chủ quyền. Bây giờ những học sinh này dũng khí đáng ngợi khen. Nội trừng quốc tặc, trả lại dân chủ. Lời nói sáo rỗng, có cái rắm gì hay? Ngoại trương chủ quyền, nội trừng quốc tặc. Chạy nhanh, đứng lại. Trên đời này, chạy nhanh vẫn phải nhờ vào súng ống mà nói chuyện. Khủng khiếp quá hai vị. Bên ngoài đàn áp sinh viên biểu tình. Hai vị đi nhanh đi. Chạy mau. Đứng lại. Đến xem đồ chơi châu Âu này sao có thể bỏ chúng ta vào. Đứng yên, không được chạy. Đứng yên. Đứng yên, không được chạy. Không nói cũng được. Dù sao tôi cũng không muốn biết. Hiểu rồi. Hai người các anh mỗi người một ngã, đúng không? Thầy ai bán mạng không phải cũng là buôn bán sao? Anh sao có thể nói như thế? Anh quên ba người chúng ta lúc ở kinh thành nói sao rồi? Thấy sự loạn lạc thế này, nào chỉ hét hai câu khẩu hiệu thì có thể giải quyết sao? Dù sao tôi chính là không tin. Anh rõ ràng không phải loại người. Đừng nói với người khác hôm nay cô đã gặp tôi. Cung đại ca, nhanh, nhanh chạy. Ngươi mang cho ta con mù này về làm gì? Tâm gia, ả không chỉ là người tình của Mã Địch Lộ, còn là con gái của Điền Đại Nương. Có ả trong tay, không sợ lấy không được tàn bảo đồ. Thu Thủy, đừng ồn nữa, nhanh ra đây. Là ngươi? Em gái của ta đâu rồi? Mã Gia Quân, Lăng Thu Nhạn, ngươi sao lại tìm đến đây? Ai là em gái ngươi? Em gái ta nếu thiếu nữa sẽ lông nào, ta sẽ không tha cho ngươi. Thu Thủy, Thu Thủy, chị, Thu Thủy, chị, bỏ súng xuống, bỏ xuống. Mã đại ca là người tốt. Chị, năm đó nếu Mã đại ca không cứu em, chị sớm đã không thể gặp em rồi. Đứng lại, đứng lại, đừng chạy. Chạy đâu? Đứng lại, đứng lại, đừng chạy. Các người là... Nhưng hắn là tên đầu sỏ mà Mã Gia Quân chúng ta treo thưởng cao nhất. Hắn giết người không chớp mắt, quan đường. Người mà ta giết có thể nhiều bằng Mã Gia Quân các người không? Tôi
Tôi cùng chị ấy không chung một nhóm. Sao nào? Đây là muốn cùng chị vạch rõ ranh giới à? Không phải, chị là chị ruột của em. Nhưng mà chị cũng sớm nên cùng Mã Gia Huân vạch rõ ranh giới. Mã đại ca, anh còn nhớ khẩu hiệu biểu tình tôi lúc đó nói với anh không? Yêu, yêu nước, đúng, ái quốc, tiến bộ, dân chủ, khoa học. Nhìn thấy Khải hắn làm điều ngang ngược, đăng cơ xưng đế. Chúng ta không thể mở tầm mắt nhìn Trung Quốc diệt vong như vậy. Thu Thủy, chị vất vả cực khổ cho em đi học. Cái em học được chính là những việc đại nghịch bất đạo này. Chị cùng em đi phương Nam. Ở đó có phản viên Thái tướng quân. Đi đến đó, chị cuối cùng là một ngày sẽ hiểu. Con người không thể sống như chị được. Chị bây giờ là đang nối giáo cho giặc. Cô nương, chị, sao chị không như Mã đại ca? Anh ấy mặc dù là một võ quan, nhưng anh ấy biết phản kháng Mã Gia Huân, phản kháng tất cả mọi chuyện không công bằng trên đời. Chị thì sao? Cái gì cũng không hiểu. Em đi, đi phương Nam. Chị chính là xem như không có em gái là em. Chị, cô nương, tôi muốn cùng cô đi phương Nam. Tôi cảm thấy lời cô nói rất có lý. Nước mà không ra nước, làm thế nào xem là nhà? Thay vì đấu đá ở nơi vô pháp vô thiên như Phá Trấn và Mã Gia Quân, còn không bằng đi phương Nam, nương nhờ quân cách mạng thật sự. Nhưng trước khi đi, tôi muốn đi đón một người. Là Điền Tiểu Nga phải không? Sao cô biết? Cô ấy là vợ anh phải không? Trên đời này của cô ấy chỉ có tôi. Mã đại ca, tôi có thể hảo tâm làm một chuyện xấu, nhưng tôi sẽ đòi bồi thường. Tôi thay anh đi đón cô ấy. Cô làm được không cô nương? Anh yên tâm, tôi biết cô ấy ở đâu. Cô nương, cô đưa cái này cho cô ấy. Cô ấy chỉ có nghe được cái này mới có thể đi cùng cô. Kính nhờ cô. Được, yên tâm. Ai đó? Anh rể tôi tìm ông. Anh rể cô là ai? Đương nhiên là Mã Tam Gia. Còn có thể là ai? Nhị tiểu thư, tiểu nhân có mắt không rồng. Đừng nhiều lời, nhanh đi đi. Được. Đừng sợ, tôi đánh cứu cô. Cô đừng sợ, tôi đánh cứu cô. Nào, nào, đi. Xin lỗi, cô là ai? Đúng rồi, tôi có cái này. Nào, cô xem. Nào, xin lỗi, quên là cô không nhìn thấy. Nào. Ai nói tôi không nhìn thấy? Bỏ ra. Tam Gia, tôi ở trong một nhốt tiểu nha, không đợi được Mã Địch Lộ, nhưng đợi được một vị tiểu thư. Chờ,
Chờ một chút, ta đang mệt. Anh rể, em là cố ý muốn thả Điền Tiểu Nga đi. Em là thấy Điền Tiểu Nga đó vừa trẻ vừa đẹp, em sợ cô ấy ở đây cướp vị trí của chị. Đây là chuyện nhà của chúng tôi, ngươi quản nổi không? Đều là người một nhà. Tam gia, đã là người một nhà, tôi thấy là lúc nên đổi nhiều tiểu thư lập quy tắc rồi. Nếu tôi đoán không sai, đây có lẽ là của Mã Địch Lô. Mã Địch Lô, Thu Thủy, chuyện này là thế nào? Ngươi trả đồng hồ hơi của Mã Đại Ca lại cho ta. Mã Đại Ca, Mã Địch Lô, tên Mã Địch Lô này sao vẫn âm hồn chưa tan? Nhiều năm như vậy, ở đâu cũng muốn đối phó ta. Nếu không phải hắn lấy trộm tàng bảo đồ của ta, ta vẫn có thể ở lại Ngọc Môn Quan. Thu Thủy, ngươi là thế nào quen biết Mã Địch Lô? Em Tam gia, Nga Hoàng và nữ anh đó cùng hầu hạ một chồng, nhưng mà cũng có cái hay. Vì tiếp tục sống, ta cẩn thận đi đến hôm nay. Nhưng hôm nay lại bị em gái ruột của mình ghét bỏ. Cung Huyền Kinh, ngươi nói ta làm sai cái gì? Cô không làm sai, là thế gian này sai. Giết người phóng quả đai lưng vàng, sửa cầu sửa đường không xương cốt. Đây là thế giới vô tình vô nghĩa. Kính thế giới vô tình vô nghĩa. Kính thế giới vô tình vô nghĩa. Cung Huyền Kinh, thế giới này không thể vì ai mà thay đổi. Bà ba, sư gia mời bà nhanh chóng qua đó. Sư gia, hắn tìm ta có việc gì? Sư gia nói lão gia đem nhị tiểu thư cho. Ngươi không cần quan tâm, đây là chuyện của nhà ta. Cung Huyền Kinh, vẫn là y phục trên người này thích hợp với ngươi nhất. Thu Nhạn, quá trang rồi. Ta chính là thích nhất em quá trang thế này. Thu Thủy, Thu Nhạn, đây là có chuyện gì? Thu Nhạn, em có biết ta nhiều năm nay ta đối với em không bạc bẽo, trong này nhất định có hiểu lầm. Muốn chạy, ngươi chạy đi đâu? Thu Nhạn,
thiên địa vô nhân. Ta cũng không tin. Bắt được cả người và vật, các người còn có gì để nói? Mộ Dung Hậu, ta biết là ngươi giở trò, đừng nói gì hết. Ngửi thấy gì không? Là mùi của máu tươi. Quá dễ ngửi. Ta lần đầu tiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến vậy vẫn là năm đó khi ta tịnh thân lúc 8 tuổi. Đáng tiếc vẫn chưa kịp vào cung hầu hạ hoàng thượng. Nước Đại Thanh này, nước Đại Thanh này đã diệt vong như vậy. Vừa hay có Viên đại nhân cho chúng ta vài gia nô giữ lại một niệm tưởng. Chết cười. Quảng quan, ngươi muốn cậy nhờ Viên Thế Khải, ta cái gì cũng có thể không có, nhưng ta không thể không có hoàng thượng. Ngươi thật buồn cười. Hoàng thượng, chết đến nơi rồi, ta cũng không sợ nói thật với các ngươi. Ngoài cả cái mã gia quân này, ta còn chuẩn bị cho hoàng thượng một phần lễ trọng. Sớm biết bản đồ này là ngươi lấy, rất thông minh, cùng với mã trấn diễn. Đáng tiếc. Bắt sống cho ta. Tìm Mã Địch Đô. Mã Địch Đô, sao có thể?
Ta muốn tiêu diệt nơi vô tình vô nghĩa này. Đi, đi. Đi. Thế giới này không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể. Thu Thủy, ngoài thành lại đến mùa lạnh giá, mùa thu đến cỏ cũng từ từ héo úa. Ngước mắt nhìn là mờ mịt. Khi em nhận được bức thư này, nhất định đã trên đường đi phương Nam. Chị, em rất nhớ chị. Lúc nhỏ em đã như vậy, nhưng miễn là đã quyết định, cái gì cũng không sợ, chỉ lo xông về phía trước. Bởi vì em biết chị lúc nào cũng sẽ ở phía sau em, ủng hộ em, bảo vệ em. Chị ước ao biết mấy, muốn đi cùng em, đi về phương Nam mà không ngoái đầu lại. Phương Nam có chim kêu hoa nở, có yến có cá vàng. Phương Nam có hy vọng, nhưng chị không đi được. Sông núi tiêu điều, đất đóng băng, ngọn gió bên đường xào xạc reo. Chị chỉ có thể trông coi nơi này, từ xa mà nhìn em. Ta vốn là tiên gia cô nhất môn đồ, văn thao võ lược thế gian vô. Vẫn là huynh nhanh hơn tôi, ngươi cũng không chậm.
Sau khi tôi chết, huynh phải giúp tôi một chuyện. Cậu phải xem là giúp chuyện gì. Mã Trứng Diễn đã chết. Mộ Dung Hầu muốn đem tàn bản đồ và tất cả Mã Gia Quân đi tự nhờ Diên Thế Khải. Huynh không đi ngăn lại, cả thế giới này thật sự tiêu tùng. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ngọc Lan cùng Thập Bát, một mạng đền một mạng. Ta không nợ ngươi cái gì. Muốn trở thành anh hùng, loại chuyện này thật ra tôi không nói, huynh cũng nhất định sẽ làm. Nếu ta nói không thì sao? Ngươi cho rằng mạng của ngươi đáng giá lắm sao? 1.000 lượng cùng giá với huynh. Một đền ba, ngươi thua rồi. Ta muốn ngươi mãi mãi nợ ta. Lời này nói thế nào? Ngươi cùng đi với ta cứu nước cứu dân. Tiểu Nga tỉnh dậy. Thu Thủy, cô ở đâu? Đến giờ rồi. Người đâu? Cung kính đặc sử đại nhân, đại giá quang lâm. Đại tổng thống, phục quốc an bang. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Được rồi. Ngươi sao còn làm đám tang thế này? Mã tặc đã chết. Từ nay về sau, Mã Gia Quân đều nhờ vào đại tổng thống sai khiến. Còn có tàn bản đồ của quân Hưởng. Tàn bản đồ, sao nào, không tin ta? Không biết hoàng quan khi nào có thể tiến cung phục vụ hoàng thượng. Bây giờ trong cung không có hoàng thượng, chỉ có đại tổng thống. Đúng đúng, đại tổng thống. Đại tổng thống mặc dù lần này không thể tự mình đến, nhưng để ta mang đến cho ngươi một phần quà gặp mặt. Đến đây. Sao thế? Quảng quan, tạ chủ long ân. Hai bài này là diễn ở đâu? Đây là nô tỳ đặc biệt chuẩn bị cống phẩm vị đại tổng thống đăng cơ. Cung đại ca, gan to thật, một mình cũng dám đến.
Phong Vân Song Kỵ đó giờ đều là hai người. Xem ra vị công công đây không biết đếm. Mã đại ca, không phải, đây lại là tiết mục gì vậy? Đặc sử, hai tên đạo tặc này sớm nên chết. Ta không cử động. Nếu không cử động, đúng, tốt nhất đừng cử động. Ta đến muốn bàn chút chuyện làm ăn với ngươi. Được, nói, ta bàn với các ngươi. Đặc sử, hai tên đạo tặc này, không, hai vị huynh đệ, hay là chúng ta ngồi xuống bàn chuyện, không có vấn đề gì không giải quyết được. Các người muốn cái gì? Nói đi, mau mở miệng. Rất công bằng. Hai nam nhân đổi hai nữ nhân đó, công bằng, công bằng với nhau. Được, đổi, đổi nhanh. Gấp cái gì chứ? Bọn họ có thể đi. Hai người các ngươi đi không nổi rồi. Ngôn xuất tất hành. Được, ngôn xuất tất hành. Thả Mã đại ca. Chậm chút, cẩn thận. Mã đại ca, đừng nói nhiều, đi nhanh đi. Còn Quynh thì sao? Tiểu Nga, ta muốn lưu lại làm đại anh hùng. Mùi và Thu Thủy đi phương Nam. Việc mùi biết phải lưu lại dùng để định thiên hạ. Nhanh đi, dẫn cô ấy đi. Đi, Tiểu Nga đi. Đi, thôi đi. Cung đại ca, huynh đệ, chính là hai người các huynh, còn muốn thế nào? Chúng ta còn có vài huynh đệ, hai người, ai, đệ và ta. Đại ca, cược không? Cược cái gì? Lần này đệ nhất định nhanh hơn huynh. Thank you.
Người tàn bảo đồ, ngươi để ta đi gặp hoàng thượng. Công công, hoàng thượng ở dưới đó đợi ngươi. Hoàng Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Vừa đúng 5 phút. Hơn 1 giây sẽ chết đó. Hơn 1 giây thật là sẽ chết. Tôi vốn cho rằng hai chúng ta sẽ chết trong sa mạc. Gió thổi đến, cát lấp lại, cái gì cũng biến mất. Dù sao sống không nổi rồi, lấy ra xem. Ngươi, ngươi còn nghi ngờ nó, hại chúng ta chưa đủ thảm hay sao? Muốn xem,
Xem cái này. Quỳnh giữ cái này làm gì? Hai huynh đệ chúng ta không phải luôn thiếu ảnh chụp cùng nhau sao? Ta nghe nói đợi chút sẽ có một chớp ánh sáng trắng, ngươi không được chớp mắt đó. Thế này được chưa? Nào, làm đi. Chuẩn bị xong rồi. Nhìn ở đây. Một. 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 Hai. Hai. Không được, không được. Chụp không được rồi. Máy này bị vệ tinh làm hư rồi. Vậy ông đây từ xa chạy đến đây. Chỉ thiếu một chút nữa. Lần sau vậy? Lần sau vậy? Mắt kiến của đệ rớt rồi. Đệ, chút nữa đừng chớp mắt. Thế này được chưa? Nào, xem. Một. Hai. Bây giờ đang đi về phía nam phải không? Đúng. Phương Nam có quân cách mạng thật sự. Vậy chúng ta có nên chở Mã đại ca bọn họ không? Chúng ta không được dừng lại, cũng không được quay đầu. Bọn họ đã nói muốn làm đại anh hùng, để bọn họ đi làm việc mà anh hùng đích thực nên làm. Nhưng dặn nhất bọn họ, chị nghe, bọn họ quay lại rồi. Khải viết vô y, dự tử đồng bào, dương du hưng sư, tu ngã qua mâu. Dự tử đồng bào, khải viết vô y, dự tử đồng bào, dương du hưng sư,
Tu Ngã Hoa Mâu, Dữ Tử Giai Tác. Đây là thủ nghệ của tổ tông tôi truyền lại. Tôi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể thiêu ra được.